Bây giờ ý ý hai con thế nào, nghe tiếp hay sao? Dạ con sẽ không được quá. À, quên, con còn tập trung được không? Tập trung nổi không? Mình được ạ. Rồi vậy bây giờ con cho video chạy tiếp nha chú, mà như mọi khi ha, hãy chú nghe cái từ nào chú nghĩ rằng con nắm được cái từ đó, chú sẽ bảo con dừng video để chú hỏi lại. Con nhớ nghe kỹ nha, con chỉ cần nghe từ thôi, nghe được cái từ đó họ nói giống như vừa rồi con nghe được từ là fierce, tức là số 40 ha. Rồi cho chạy tiếp đi con. Nachbarn, wir haben komische Nachbarn, wir haben tolle Nachbarn und wir haben scheiße Nachbarn. Gibt's immer. Gibt's überall. Ja, bei uns lebt man, um zu arbeiten und in Vietnam vermutlich arbeitet man, um zu leben. Rồi con ngưng ngưng Das ngưng ist der ngưng Unterschied. ngưng à, Thịnh, cô nói như vậy con hiểu như thế nào? Cô Jana, Con giải thích bằng bằng tiếng ngôn Việt ngữ á, thì sao? bằng tiếng Đức thì càng tốt, tiếng Đức đi. Bei uns in Vietnam arbeiten zu leben. In Deutschland leben in zu arbeiten. À, vậy thì nghĩa hai cái môi trường lao động nó khác nhau như thế nào? Con hiểu thế nào? Có thể trả lời bằng tiếng Đức. Theo con hiểu là ở Đức là họ công việc là có một sự nghiêm 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 khắc và nói chung là nó sẽ nghiêm túc làm việc hơn ở Việt Nam, làm ra làm, chơi ra chơi. Còn ở Việt Nam thì ngược lại. Cô nói vậy nè. Bei uns, wir leben zum Arbeit, là chúng tôi sống và làm việc. Aber in Việt Nam, man Arbeit zum Leben, tức là ở Việt Nam mọi người phải làm việc để tồn tại, để sống được. Tức là có sự khác biệt giữa Đức và Việt Nam. Ở Đức á, người ta sống, nếu như mà người ta bị bệnh hay bị cái gì đó không thể làm việc được thì sở an sinh xã hội của Đức á, người ta sẽ nuôi, tức là tài trợ hết, đóng bảo hiểm y tế, đóng tiền nhà, cho tiền mình để có tiền sinh hoạt ăn, trả tiền điện, tiền ga, tiền nước, người ta chính phủ sẽ lo hết. Cho nên người Đức á, họ sống á, là cái cuộc sống của họ là họ sống, cô nói là lấy bên sum arbei, tức là sống để đi làm thôi. Nhưng mà ở Việt Nam ngược lại là mọi người phải làm để tồn tại, để sinh sống, nếu không làm là không thể sống được. Tức là nó có sự khác. Ở Việt Nam mình, nếu mình giống như ông bà mình nói, nếu tức là tay làm hà mới có nhai, nếu mình không có đi làm thì mình không có tiền, thì không ai nuôi mình cả, không ai tài trợ được cho mình cả. Ý cô nói là như vậy, là cái khác biệt giữa hai cuộc sống, giữa Đức và Việt Nam. Giờ con hiểu không? Giờ con hiểu cái ý cô nói vậy chưa? Dạ rồi, hiểu rồi. À, tức là nếu chúng ta qua Đức thì cuộc sống ở Đức là mọi người á, sống rồi để đi làm. Nếu mà không đi làm không sao hết, vẫn sống. Đó, ý cô nói như thế. Nhưng mà ở Việt Nam mà không đi làm là sống không được. Việt Nam là sống. Việt Nam là làm để mà sống, để mà tồn tại. Nó ý câu nói như thế. À, và thật sự nó cũng là như thế. Cho nên là chú mới khuyên các con, nếu như là có điều kiện thì cứ qua Đức du học nghề, rồi mình ở lại, mình định định, định định cư vĩnh viễn. Nếu như mình xảy ra cái điều gì không thể lao động được thì chính phủ Đức sẽ lo hết cho chúng ta, lo tới cho con của chúng ta luôn, nếu chúng ta có gia đình lo luôn. Còn ở Việt Nam mà nếu như mà cha mẹ xảy ra, nhiều người bị tai nạn lao động
không lao động được nữa thì con phải bỏ học, phải đi bán vé số chứ con không có tiền để đi học nữa. Nhưng mà ở Đức thì khác, nếu mà chẳng hạn bị tai nạn lao động thì nước Đức sẽ nuôi hết, nuôi những đứa con cho tới lúc nó học xong đại học luôn. À, các con hiểu cái sự khác biệt đó không? Giờ hiểu chưa? Hiểu không? Ý cô nói như vậy đó. Giờ hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Dạ À, hiểu rồi. Bình con hiểu không Bình? Tôi hiểu ạ. À. À, rồi bây giờ Bình cho chạy tiếp đi. Cái đoạn này á, cái đoạn này lẽ ra có chè. À, đoạn này lẽ ra có chè sen ở đây á, thì chú sẽ hỏi một câu để tuần sau chú sẽ hỏi. Ở đây Thịnh có nghe được cô nói là có mấy loại người hàng xóm không? Có nghe kịp không? Dạ có, nghe nên có hai loại người. À, như thế nào con kể. Một loại là Tiếng Đức, nói tiếng Đức. thôi là nắp wagon thôi Thôi. thôi là nắp ban ồn size nắp ban. Với hai hai ha ha. Với còn hai loại nữa. Bây giờ chạy xe tua là chút xíu nghe lại chỗ đồng đó ha, con nghe được. Mới hai hai thôi nhưng mà nó là cô nói là bốn bốn loại luôn đó. Bây giờ còn hai hai loại nắp ba nữa con có nghe nha. Gute Nachbarn, wir haben komische Nachbarn, wir haben tolle Nachbarn und wir haben scheiße Nachbarn. Gibt's immer. Gibt's überall. Gibt's überall. Wer Rồi baut ngưng, das ngưng, Haus, ngưng. lebt man? Ngưng. Rồi con nghe thêm được. Nắp ba gì nữa? Thịnh. Gute Nachbarn. Rồi. Gute Nachbarn und komische Nachbarn. Đó bây giờ con nghe được. Tolle Ừ, Nachbarn. đó. Size Nachbarn. Rồi, vậy là có bốn loại nắp ba đúng không? Bây giờ con hiểu rồi đó. Bây giờ bây giờ con hiểu cô mịt nắp ba là thế nào không? Mà nó phải là bí ẩn một Bí bí ẩn thì đúng nghĩa đen á, còn nghĩa bình thường ngoài đời á, mình nói là kỳ cục á, hàng xóm kỳ cục á. Quỳnh, hàng xóm con có cô mịt không? không. Quỳnh, Quỳnh. Đã học ạ. Thấy hàng xóm con là thôi thôi lên nắc ba, con học cái từ thôi lên chưa, chắc chưa đúng không? Cút, cút học chưa? Gút Rồi, vậy hàng xóm con là cút tên nắc ba hay là cô mịt nắc ba? nắp bà. Có xe đăng, có xe đăng là Thịnh biết có xe đăng là gì không? Người Đức hay dùng từ có xe đăng đó. Chị Huyền ở trong này cũng có dùng nè, là nghĩa là gì? Từ gì bác ạ? Có xe đăng. Có xe đăng. Cái này con không biết ạ. À, không biết hả? Để lần sau chú giải thích. Bây giờ cái từ này chú giải thích cho hai đứa nghe luôn. Con học ở trong trường không bao giờ con nghe cái từ sai sờ đúng không? Sai giờ hình như con cũng có hồi bữa có học một lần là về giống như là những từ cấm kỵ ở Đức phải không ạ? Ờ đúng rồi. Là chữ tục. Đúng rồi, cái từ đó là từ chữ tục mà con học là chắc là của chị Deutschlex dạy, chứ ở trong trường là không có dạy đúng không? Hồi bữa con cũng có một cái lớp giống như lớp hội nhập á, như cũng có học mấy từ đó Vậy quá là tốt. chữ thế. Vậy quá tốt. Cái từ bây giờ chú giải thích cho Quỳnh luôn, nếu mốt Quỳnh mà có đi học cái lớp hội nhập đã nói. Thì ở bên Đức á, là cái từ đó là từ cửa miệng của người Đức. Nó cũng có thể là xấu mà nó cũng có thể là không xấu. Tức là
thân thiết với nhau. Chẳng hạn họ làm rớt con dao là cái từ đó là cửa miệng họ rất hay nói, họ làm rớt con dao họ nói sai sờ, hoặc họ làm cái gì đó sai không đúng ý họ là họ hay nói sai sờ. Mà con nít ở trong trường đi ngoài ngoài đường đồ trong xã hội mình giao tiếp á, cái từ cửa miệng của người ta hay dùng từ sai sờ thì nhà mình có thể nói là từ trời ơi. Sai sờ cái nghĩa đúng của nó là khi chúng ta đi vệ sinh chúng ta thải ra cái gì á, thì cái đó gọi là sai sờ đó. Người Đức hay gì nói cái từ đó, thì từ đó trong khi chúng ta đi đến những nơi công cơ sở công quyền, đến những nơi mà làm việc đồ á, chúng ta không được phép nói. Nếu nói như vậy hoặc là chúng ta gặp công an mà nói vậy chúng ta sẽ bị phạt. Cho nên các con bỏ cái từ đó ra khỏi cái cửa miệng của mình. Chỉ nghe người Đức nói thôi, mình không lặp lại, mình chỉ nói úi da đồ vậy là được rồi, chứ không cần nói là cái từ sai sờ đó không nên bắt chước ha. Mình với lại Thịnh nhớ nhớ giùm chú nha, không nói cái từ sai sờ ha, hai con nhớ Dạ vâng ạ. rồi. Bây giờ Thịnh nghe, bây giờ Thịnh nghe thấy là có cô nói có bốn loại người hàng xóm. Bây giờ Thịnh nghe lúc đầu là nghe được hai thôi đúng không, bây giờ chú nhắc nghe lại lần nữa thì con thấy là bốn loại đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp ha. Thịnh nhớ vẫn nghe với tinh thần đó, còn nguyên cái đoạn này thì không có cái từ nào, chú nghĩ là Quỳnh không có từ nào mà con nghe ra được, không có từ nào của con được học. Giờ chúng ta nghe tiếp coi có từ nào nữa không nghe Quỳnh ha. Nếu Quỳnh cũng có thể tự động ngắt video, nếu con nghe được cái từ đó rồi con ngắt rồi con nói với chú có phải là họ nói cái từ đó hay không nha. Nghe Quỳnh ha, nghĩa là con nghe chủ động đó ha. Rồi ok, rồi con cho chạy tiếp đi. Nachbarn, ja. habe ich nicht alle immer gesehen, nur selten. Manche Leute, vielleicht einen Monat habe ich einmal gesehen. Ngưng 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 ngưng. Bây giờ con nghe được số mấy đó Quỳnh? Nga không nghe được ạ. Con tua lại chút xíu con nghe chị Huyền nói nha. Chị Huyền có nói một cái số ha, con nghe tua lại chút xíu thôi rồi con sẽ nghe chị Huyền nói. Habe ich nicht alle immer gesehen, nur selten. Manche Leute, vielleicht einen Monat habe ich ein. Rồi nghe rồi phải không, Rồi. là chị nói số mấy Ai ạ? tốt à, con nghe tốt đấy. Bây giờ Thịnh hiểu hết. Chị Hana nói gì không Dạ vâng, con hiểu. Đó là giống như ở Việt Nam thì có nhiều hàng xóm có khi một tháng mới thấy họ một lần. à, con hiểu chưa? Đúng rồi, bây giờ con nghe lại chút xíu nữa ha. Quỳnh con chịu khó tua lại chút xíu thôi rồi con cũng nghe lại coi chị nói cái số đó lần nữa ha. Rồi con Thịnh con nghe kỹ nha, con nghe con hiểu sai ý chị một chút xíu rồi đó, con hiểu sai con sẽ trả lời sai đó, thì đi thi B1 con phải chú ý này nha, nghe kỹ rồi nha. Rồi con cho chạy Lebt man um zu arbeiten und in Vietnam vermutlich arbeitet man um zu leben. Und das ist der Unterschied. So, Nachbarn, ja. habe ich nicht alle immer gesehen, nur selten. Manche Leute, vielleicht einen Monat habe ich einmal gesehen. Ich bin jetzt fast 5 Jahre hier, ich kenne nicht alle Nachbarn. Guck mal, ist so, wie viele tatsächlich. Nachbarn haben wir hier? Du bist hier seit 5 Jahren schon, Ja. aber trotzdem Ngưng ngưng. hast du noch. Mình nghe chị nói được số mấy nữa? 5 giờ hơn. Là 5 năm đó, tốt rồi đó. Cái đoạn này chú nghe chú cũng không rõ lắm thật
Thịnh, chú nghe không rõ lắm. Chú chưa hiểu ý chị Huyền rõ lắm. Thôi mình bỏ qua đoạn này đi để lần sau mình nghe có chè sang luôn rồi mình sẽ nghe lại đoạn này heo Thịnh ha. Cái đoạn mà chị vừa nói là có người cả tháng không gặp, có người 5 tháng mới gặp đó ha. Bây giờ chúng ta nghe tiếp đi cho nó vui chứ ngắt hoài video hoài nó không vui ha. Rồi con lắng nghe càng nhiều càng tốt nghe Quỳnh. Nãy hồi nãy con nghe được số 1 nè, bây giờ con nghe được số 5 nè. Tại vì con đang học số, hãy con nghe cái chỗ nào có số thì con ngưng lại, con nói chú nghe phải là số đó không nha. Ok. Giờ mình tua tiếp. Vâng Ừ. Noch nicht alle kennengelernt. kennengelernt. Ganz genau. Was gefällt dir an Deutschland so gut? Also, ehrlich sagen, Wir fangen mit dem Guten an. heute bin ich genau 2 Jahre in Deutschland. Jubiläum. Ja, Jubiläum. Ngưng ngưng ngưng. Thịnh biết Jubilium là gì không Thịnh? Dạ là một cái lễ kỷ niệm, một cái sự kiện của nói chung một sự kiện quan trọng nào đó. À, đúng rồi đó. Rồi Quỳnh cho trả tiếp đi con. Deutsch ist sehr schwierige Sprache, aber Ja, ich kann ja auch kein Vietnamesisch. du schaffst das. Du Du schau. kannst Xin chào sagen und Come on. danke. Hier. Come on. Richtig, sehr gut. Wir können mehr Zeit miteinander verbringen. Dann kann ich dich auch etwas Vietnamesen Das wäre richtig gut. Ja, beibringen ja. und du auch, Ja. ne? Das ist Wir richtig lernen. gut. Wir lernen. Ich kann ja noch lernen. Ja, das Perfekt, geht. perfekt. Ngưng 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 ngưng. Quỳnh nghe kịp cô nói cái gì hả? Tắt hồn á. Cô nói cái từ học á, con có nghe kịp không? Không á. Con tua là chút xíu mà con đã được học cái từ học rồi phải không? Excellent Deutsch đúng không? Đúng không? Có. À, bây giờ con thua là chút xíu con sẽ nghe cô nói hai ba lần cái cô Yana cô nói hai ba lần về cái từ đó con nghe lại nha. Rồi bây giờ con tập nghe cái âm là thầy cô dạy con từ lernen. Bây giờ là con nghe người Đức nói cái từ đó ha. Rồi con tua là chút xíu rồi con mở cho nó chạy. Dann kann ich dich auch etwas Vietnamesen Das wäre richtig gut. Ja, beibringen ja, und du auch, ja. ne? Das ist Wir richtig lernen, gut. wir lernen. Ich kann ja noch lernen. Ja, das perfekt, geht. perfekt. Rồi ngưng ngưng.